chiều gió hay những bó hoa héo xen giữa giấy gói có chất ngăn nước đậy đường, nhất là sau dịch lễ Tết. Xuất phát từ thực tế đó, chúng em chi đội 521 tích cực hưởng ứng cuộc thi trình diễn thời trang, tuyên truyền tới các bạn trong liên đội ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp. Vâng, các bạn thấy đây là hai bộ trang phục đi biển được tặng nhà tạo mẫu Hà Tâm. Cái thiết kế cắt ghép từ áo mưa dùng một lần đã hỏng và giấy gói hoa đã rũ. Bộ váy đôi cá áo trời đi biển khi gặp trời mưa, còn có mũ đội xe đầu do người mẫu Hương Ly chỉ diễn. Rất sâu hơn Ly là váy cô nhí nhảy, nhí nhảy áo hai tay chất ly do người mẫu Minh Tâm chỉ diễn. Bỏ rác đúng nơi quy định.
Diều do hai siêu mẫu Huyền Diệu và Khánh Linh thực hiện với thông điệp Hoa Thắm Trường Em. Vâng, các thầy cô và các bạn thấy đó ạ, trường em với muôn vàng đầy hoa khoe sắc xanh đỏ vàng rất rực rỡ. Chúng em rất yêu hoa, thích hoa, và đó cũng chính là ý tưởng tuyệt vời của nhà thiết kế Nguyễn Thị Ngọc Thiên với chất liệu giấy gói quà và vải toan hồng dành cho trường em. Với bộ trang phục này, chúng em có thể mặc đi chơi, đi diễn văn nghệ, đi dự lễ hội rất tiện lợi. Chúng em sẽ cùng nhau chăm sóc, bảo vệ để vượt qua của trường ngày một rực rỡ với những bộ trang phục này. Thế giới hiện nay đang đối mặt với những nguy cơ lớn và cấp thiết, đó là các vấn đề chiến tranh, bạo lực, tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường. Trong đó, vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối của toàn cầu. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một môi trường ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Sự biến đổi của khí hậu đang ngày hàng giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của triệu người dân. Với mong muốn gửi đi thông điệp và bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người, lớp 4A3 chúng em mang đến buổi trình diễn thời trang hôm nay một bộ sưu tập thời trang với tên gọi Trang phục thân thiện bảo vệ môi trường. Và sau đây, bộ trang phục đầu tiên sẽ ra mắt ban giám khảo và quý vị khán giả, đó là bộ trang phục Con người hãy thật sự nghiêm túc và nghĩ đến sự ô nhiễm môi trường. Mỗi con người là một cá thể, khi biết kết hợp lại nó sẽ là một tập thể vững mạnh. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ và làm sạch môi trường. Cuối cùng, xin chúc bộ phim nhiều niềm vui và thành công tốt đẹp. Chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn luôn được sống trong một môi trường xanh sạch đẹp. Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý vị đại biểu, ban giám khảo, các thầy cô giáo, các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Sau đây xin mời quý vị đại biểu và các bạn cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập thời trang của lớp 3A2 đang bước ra sân khấu là cô sư mẫu nhí đến từ chi đội 3A2, bạn Phương Ly và bạn Chu Quý Hiền. Lấy ý tưởng từ các loại giấy màu và giấy gói quà, dưới sự khéo léo tỉ mỉ và đầy sức sáng tạo, các cô giáo cùng các bậc phụ huynh đã cách điệu và thiết kế nên bộ trang phục thời trang rực rỡ, lộng lẫy với nhiều màu sắc khác nhau, tạo cho sân khấu không khí lung linh huyền ảo, và đặc biệt không kém phần ngưỡng mộ đáng yêu của tuổi trẻ. Và đặc biệt hơn, nó còn có ý nghĩa nhắc nhở chúng em giữ sạch môi trường luôn xanh sạch đẹp. Chung với không khí sôi nổi chào mừng ngày 26 tháng 3, lớp 3A3 tham gia phần thi thiết kế và biểu diễn thời trang từ rác tái chế với chủ đề bộ sưu tập nét đẹp hồi sinh. Qua bộ sưu tập này, lớp 3A3 xin gửi lời nhắn nhủ tốt đẹp về những nét đẹp trong việc bảo vệ môi trường của chúng ta, và qua đó tái hiện lại những vật tưởng chừng như đã bỏ đi lại có thể trở nên sinh động tuyệt vời đến vậy. Mở đầu là bạn Cẩm Vân với trang phục Mùa Đông Lạnh Sẽ Qua, với chất liệu là chiếc áo mưa tiện lợi mà chúng ta thường dùng, bị hư hỏng và mất đi thật nguy hiểm với môi trường nếu chúng ta vứt nó. Các bạn lớp 3A3 đã biến nó thành một bộ trang thời trang cho mùa đông ấm áp. Công nghiệp 3A3 xin gửi đến là hãy cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh lẽo, hãy vượt qua những khó khăn mà môi trường đang phải chịu vì chính con người gây ra. Bạn Tuấn Hưng với bộ trang phục Cải Thiện Cuộc Sống, với chất liệu không ở đâu xa lạ, chính là những chai nước mà chúng ta thường dùng để giải nhiệt cơ thể, kết hợp lại để thành một bộ trang phục thanh lịch năng động. Công nghiệp của bộ trang phục Cải Thiện Cuộc Sống là chúng ta muốn giải nhiệt cơ thể thì trước tiên phải giải nhiệt cho môi trường sống của chúng ta. Tiếp theo là bộ máy với tên gọi Viến Thuốc Tinh Tôi của bạn Diệu Linh trình diễn. Với chất liệu báo cũ, 3A3 đã tạo ra bộ trang phục tươi sáng, thanh lịch, qua đó gửi đến mọi người thông điệp là tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn học hỏi nhiều kiến thức của xã hội, nhưng hãy chọn lọc để đi đúng với cuộc sống và chọn cho mình những chất tinh tôi nhất, trong sáng nhất để trang bị cho bản thân, góp phần xây dựng cho đất nước một tươi đẹp hơn. Và cuối cùng,
cuối cùng là bạn Thiện Thí với trang phục Nỗi Lòng Thiên Nhiên, cùng với chất liệu là các lá cây khô, với bao tải nứa có thể chân mất cuộc đời. Các bạn sẽ vô tình gặp một chút lá rơi, lúc ấy bạn sẽ làm gì? Vô tình bỏ đi khi thiên nhiên đang nói sao? Chiếc lá rơi thể hiện như một lời nhắn nhủ rằng thiên nhiên đang gặp nguy hiểm, thiên nhiên đang mệt mỏi và đã chết dần khi con người chúng ta tiếp tục cuộc sống không ý thức về môi trường. Đây cũng chính là thông điệp mà chúng em muốn gửi đến mọi người. Thiên nhiên đang lên tiếng, đừng để thiên nhiên nổi giận, lúc đó con người vẫn còn tương lai. Cái này đang đúng rồi. Bộ sưu tập của lớp A ba gồm 4 sản phẩm với các chủ đề khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là làm từ rác được tái tạo để sử dụng lại. Thay vào đó, biến hóa rác thành những nét đẹp mới lạ, sinh động hơn. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập của các em học sinh khối lớp 3. Với mục đích nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người tái sử dụng rác thải xung quanh mình, lớp 2A1 đã thực hiện bộ sưu tập thời trang làm từ giấy gói hoa thân thiện môi trường. Và sau đây là bộ trang phục đầu tiên được mang tên Hoa của sự sống. Đây là chiếc váy xã hội quyến rũ được gấp xếp sắc sảo từ những mảnh giấy gói hoa, với sự vận dụng tinh tế đầy sáng tạo từ những mảnh giấy được xếp kẻ dần ở phần phía dưới, ôm dần lên thân và được trang trí thêm những bông hoa hồng gấp bằng với nhúm, tạo nên nét duyên dáng cho người mặc. Bộ trang phục này muốn truyền tải đến các bạn thông điệp trong mùa hè, bảo vệ môi trường để cuộc sống của chúng ta đẹp hơn là ai. Lấy cảm hứng từ màu xanh của mùa xuân, bộ trang phục này muốn làm đẹp hơn những mùa xuân, với mặt bảo vệ môi trường sống để trái đất mãi là mùa xuân. Tiếp theo là hai chiếc váy xã hội đến từ lớp 2A2. Hai chiếc váy xã hội quyến rũ được cấp xếp sắc sảo từ những mảnh giấy gói hoa. Đây là lớp 2 đấy. Tinh tế đầy sáng tạo khi những mảnh giấy được xếp về dần ở phía dưới, ôm dần lên thân cho được truyền tải đến các bạn thông điệp yêu thiên nhiên và hãy chung tay bảo vệ môi trường để cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp. Hiện tượng xả rác nơi công cộng rất phổ biến với mong muốn môi trường xanh sạch đẹp. Lớp 2A3 đã thiết kế bộ sưu tập với chủ đề Vì một môi trường xanh sạch đẹp. Đang bước ra sân khấu là người mẫu Hải Anh, Quỳnh Nga, Lan Anh. Trang phục của ba người mẫu được làm từ giấy gói hoa, tận dụng làm nên những chiếc váy thức tha mềm mại, làm cho người mẫu dịu dàng e lệ như gió mùa thu. Thông điệp của chúng tôi xin gửi qua bộ ba bộ trang phục: đổi bản thân để tạo nên bông hoa tươi đẹp cho cuộc sống. Tiếp theo là bộ trang phục cho người mẫu Tuấn Đạt, được thiết kế từ chất liệu vintage qua bàn tay khéo léo của nhà thiết kế, đã biến thành một bộ trang phục trẻ trung, năng động. Bạn Giang chào, thông điệp gửi tới các bạn: hãy chung tay vượt qua khó khăn mà môi trường đang gánh chịu. Trang phục mang tên Kiến trúc tinh khôi cho người mẫu Anh Tư, được làm từ những tờ báo cũ. Qua bộ trang phục muốn nhắn nhủ các bạn: hãy chọn cho mình những kiến thức tinh khôi nhất cho bản thân.
bộ các bộ trang phục một lần nữa nhá. Các bạn thí sinh chúng ta tiếp cận hai bên sân khấu và đi theo hàng một hàng thôi. Chúng ta sang bên phải cánh gà giúp cô. Các phía tay phải này giúp cô, chúng ta xếp thành một hàng theo khối. Càng lớp bé là càng đi xinh nhỉ. Càng lớp bé càng đi yêu. Chúng ta hãy cùng xin hướng lại một lần nữa. Các bộ sưu tập của học sinh khối lớp 2. Thời trang của lớp 1A1 chúng em. Bộ sưu tập do 3 người mẫu Minh Phương, Phi Yến, Hoàng Anh biểu diễn. Từ chất liệu giấy gói hoa, chúng em đã thiết kế được 3 bộ trang phục dạ hội thức tha quyến rũ để em đến buổi biểu diễn ngày hôm nay. Sau mỗi ngày lễ, giấy gói hoa được bỏ đi, thả vào môi trường rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Để góp phần bảo vệ môi trường, chúng em đã tích cực thu gom giấy gói hoa, tái dụng lại và thiết kế thành 3 bộ trang phục này với 3 sắc màu khác nhau: đỏ, hồng, tím, cùng với sự kết hợp của hoa nơ là điểm nhấn của bộ trang phục. Tên vẻ đẹp cho người mà. Qua buổi biểu diễn hôm nay, chúng em muốn gửi lời nhắn nhủ cho các bạn học sinh: hãy thu gom rác thải, đừng xả rác vào môi trường. Hãy tái sử dụng rác thải thành những vật liệu phục vụ cho chính cuộc sống của chúng ta. Hãy chung tay vì một tương lai tươi sáng. Mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các em cùng hướng lên sân khấu để chiêm ngưỡng người mẫu Khánh Ngọc đến từ lớp 1A2 với chiếc váy mong manh như gió. Chiếc váy được làm từ những chiếc găng tay túi bóng tiện lợi được bạch hàng đi bạch hàng. Đây là nguồn rất hài con người sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp theo là người mẫu Anh Thư với chiếc váy 5D nằm trên mai. Chất liệu được sử dụng để làm nên chiếc váy này là những tờ giấy gói hoa, gói quà sinh nhật sinh hoa sử dụng, được cắt dán và tạo hình tỉ mỉ để trở thành những bộ váy thật đáng yêu. Các em sẽ bước trên đường thật tự nhiên như muốn nhắn nhủ với tất cả chúng ta rằng môi trường cần được làm sạch mỗi ngày. Biểu diễn thời trang của các bạn nhỏ lớp 1A3 với bộ trang phục mang tên Hoa nở mùa xuân, với chất liệu được tận dụng làm từ giấy lưới gói hoa cũ đã qua sử dụng. Qua bàn tay khéo léo của cô và trò lớp 1A3 đã cắt và khâu thành những bộ váy áo để cho bộ trang phục thêm đẹp và rực rỡ theo đúng chủ đề Hoa nở mùa xuân. Các bạn nhỏ còn dùng sốt phi tít cắt thành những bông hoa nhiều màu sắc và dán xung quanh váy áo. Bộ trang phục vừa mang vẻ đẹp lung linh, đón chào mùa xuân đến vừa mang thông điệp. Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Xin các quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho bộ trang phục hoa nở mùa xuân của lớp 1A3. Chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho bộ trang phục của khối lớp 1. Xin mời các em khối lớp 1 một lần nữa được trình diễn ra sân khấu. Nào các bạn tiến lên. Thank you.
chị 14 đi nhanh ở trước đối theo anh ba chị lớp năm nào.